Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày đêm thực hành diễn tập với ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương và các lực lượng vũ trang, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật. Thành công của cuộc diễn tập đã khẳng định sự chuẩn bị chủ đạo của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành địa phương trong xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù trong mọi tình huống. Với đề mục quân và dân tỉnh Quảng Bình dựa vào thế trận khu vực phòng thủ, hiệp đồng với lực lượng chủ lực của quân khu, cả đơn vị bàn đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình, bao loạn lật đổ và tiến công xâm lược của các thế lực thù địch, giữ vững khu vực phòng thủ tỉnh và quân khu. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, các ban ngành đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ, đồng thời kiểm nghiệm bổ sung hoàn thiện các văn kiện, phương án tác chiến, kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và kế hoạch đảm bảo nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Yêu cầu cao nhất của cuộc diễn tập lần này là tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nội dung nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cũng như tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời điểm hiện nay. Tôi thấy rằng là cái cuộc diễn tập lần này nó đã góp phần vừa nâng cao cái ý thức, cái tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền, rồi nâng cao cái năng lực tham mưu tác chiến của cả cơ quan quân sự, công an và biên phòng, đặc biệt là cơ quan quân sự. Rồi nó cũng góp phần là thực hành cái vận hành cơ chế theo cái hướng dẫn của trên, để có thể là trên cơ sở cái cuộc diễn tập lần này, và nếu như có những cái tình huống xảy ra thì có thể chủ động trong mọi tình huống. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự vào cuộc chuẩn bị chặt chẽ chủ đạo của cả hệ thống chính trị, các tình huống của cuộc diễn tập được xây dựng sát đúng với điều kiện của địa phương và thực tế trong điều kiện chiến đấu nhằm bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ. Các giai đoạn chuyển trạng thái của địa phương và của lực lượng vũ trang đều được tiến hành từ thấp lên cao, phù hợp với diễn biến của tình hình. Trong cuộc diễn tập lần này, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hành một số nội dung mới theo Nghị định 32 của Chính phủ về thực hiện diễn tập trong trạng thái quốc phòng, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành, cơ quan quân sự, công an biên phòng, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện, được thể hiện khá rõ nét thông qua thực tế của cuộc diễn tập. Đặc biệt, trong vận hành cơ chế qua các giai đoạn diễn tập đã được thể hiện nhịp nhàng hiệu quả, qua đó thể hiện nổi bật vai trò của đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chủ trì điều hành các hội nghị quan trọng. Trong đó có một số hội nghị đã đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đề xuất nhiều chủ trương biện pháp qua các giai đoạn chuyển trạng thái của lực lượng vũ trang, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, thi hành, làm công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Lần diễn tập này, cái điểm mới là chúng ta đã chọn được các cái nội dung cơ bản về nội dung trọng tâm trọng điểm. Vấn đề thứ hai là chúng ta thực hiện một số các cái nội dung theo cái nghị định mới, ví dụ như nghị định 32 của Chính phủ về trong thực hiện trong các trạng thái quốc phòng và trong cái vận hành cơ chế lần này thì đã áp dụng vào các cái văn bản như vậy để chúng ta vận hành cơ chế theo cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị thì thấy rằng hiệu quả, đặc biệt là trong các tham mưu của các ban ngành, của các lực lượng tham mưu cho lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu phòng thủ, nó thể hiện qua cái việc làm thực tế, đồng thời bổ sung các cái kế hoạch, các phương án, trong đó có các cái phương án của lực lượng vũ trang cũng như các cái phương án của các sở, ban ngành và các địa phương để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để cuộc diễn tập trở thành hình thức huấn luyện cao nhất, sát với thực tế chiến tranh, các nội dung thực binh trong diễn tập được các lực lượng tham gia tổ chức luyện tập phối hợp chặt chẽ, chú đáo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hành động viên khẩn cấp một tiểu đoàn của Trung đoàn 996, tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị, một bệnh viện dã chiến với 150 giường bệnh cùng nhiều loại phương tiện kỹ thuật. Các lực lượng dân quân tự vệ đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật, đánh giặc theo truyền thống nghệ thuật chiến tranh nhân dân với việc sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện đại. Thông qua các nội dung diễn tập thực binh, giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ cứu nạn và thi hành lệnh thiết quân luật, đã thực hiện đúng sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong thực hành xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
đặc biệt với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng như sư đoàn 968, lữ đoàn tăng 206 quân khu 4 và cả đơn vị bộ đội địa phương, biên phòng tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng nhiều loại vũ khí trang thiết bị. Trong thực hành đánh địch đổ bộ bằng đường biển, các lực lượng tham gia đã bám sát phương án và ý định của ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ trong triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn và thực hành tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Cấp ủy chính quyền địa phương, các đồng chí đã vào cuộc một cách đồng bộ và cùng với các lực lượng khác hoàn thành công tác chuẩn bị. Và chính vì vậy, cuộc diễn tập khu phòng thủ tỉnh Quảng Bình hôm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ việc vận hành cơ chế đến tổ chức tác chiến phòng thủ và các cái cuộc thực hành có hoặc không có bắn đạn thật đã bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả tốt. Tại lễ tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế còn gặp phải trong quá trình triển khai cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập lần này là hình thức huấn luyện cao nhất, gần sát với thực tế chiến tranh, cho cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc, ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho 24 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014.